Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị mỗi ngày và xin kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị, thưa các bạn, ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhất bởi tới nay vẫn không có thuốc đặc trị. Hàng năm thì tỷ lệ người mắc ung thư vẫn tăng rất là cao, thậm chí có xu hướng trẻ hóa và xuất hiện ung thư ở bất kỳ bộ phận cơ thể nào trên cơ thể người. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cách tốt nhất để có thể tránh xa nguy cơ mắc ung thư đó chính là duy trì một chế độ dinh dưỡng khoa học và lành mạnh. Trong đó thì nên tăng cường ăn 5 nhóm thực phẩm sau đây, bởi theo các chuyên gia, nó chính là khắc tinh của bệnh ung thư đấy. Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong video hôm nay nhé! 5 loại thực phẩm tế bào ung thư rất sợ, ăn sớm sẽ khỏe mạnh cả đời. Chào mừng cô bác đã quay trở lại với Tuệ Tâm Giác Ngộ. Thưa cô bác, ung thư vẫn luôn là căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có rất nhiều tác nhân gây ra ung thư, tuy nhiên phải kể đến tác nhân thường gặp chính là chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Do vậy, việc sử dụng các loại thực phẩm không chỉ là cách đơn giản giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, mà còn là phương pháp hữu hiệu để ngăn ngừa căn bệnh ung thư quái ác. Trong video ngày hôm nay, Tuệ Tâm Giác Ngộ sẽ chia sẻ cho cô bác thông tin về 5 nhóm thực phẩm được các nhà khoa học chứng minh là có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Để nắm rõ hơn danh tính cũng như là tác dụng chống ung thư của các nhóm thực phẩm này, ngay bây giờ cô bác hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. 1. Dùng sữa và các chế phẩm từ sữa ngăn ngừa ung thư cực tốt. Như cô bác đã biết, sữa và các chế phẩm từ sữa được hàng triệu người trên thế giới đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Sữa luôn được xem là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất như là đạm, đường, canxi, vitamin và khoáng chất. Các chế phẩm từ sữa phổ biến trên thị trường thường là sữa chua, phô mai, bơ, kem. Đây đều là những sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng bởi giá trị dinh dưỡng cũng như sự ngon miệng mà chúng mang lại. Các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng, nếu cô bác sử dụng sữa hoặc các chế phẩm từ sữa có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết hoặc đại trực tràng. Ngoài ra, lượng canxi có trong sữa cũng có tác dụng gián tiếp trong việc bảo vệ thành ruột của chúng ta. Tuy nhiên, người ta cũng nhận ra rằng uống quá nhiều sữa và các chế phẩm từ sữa có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Chính vì thế, đơn vị ăn của sữa và chế phẩm từ sữa được quy định rất rõ ràng tùy theo từng độ tuổi. Hiệp hội Sữa Quốc gia của Mỹ National Dairy Council cũng khuyến nghị rằng một người chỉ cần uống trung bình một ly sữa mỗi ngày, tương đương với 235ml sữa là đã đủ để cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng khuyến cáo rằng chúng ta không nên uống quá 3 ly sữa mỗi ngày. Nếu các bác chọn sữa và các chế phẩm từ sữa là người bạn đồng hành của mình trong việc phòng chống ung thư, hãy lưu ý kỹ liều lượng sử dụng của chúng nhé! 2. Các loại rau họ cải có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của ung thư trong cơ thể. Rau họ cải bao gồm các loại rau phổ biến như là bắp cải, cải thảo, súp lơ, cải xoăn, su hào, xà lách, cải song, vân vân. Các loại rau này rất giàu các dưỡng chất như carotenoid, vitamin C, E, K và các loại khoáng chất. Bên cạnh đó, rau họ cải cũng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào cho cơ thể. Ngoài ra, trong rau họ cải còn chứa glucosinolate. Đây là chất tạo ra mùi thơm hăng và vị đắng cho các loại rau họ cải. Trong quá trình chế biến và tiêu hóa thức ăn, glucosinolate sẽ bị phân hủy để tạo thành các hợp chất có tính sinh học. Các hợp chất này có tác dụng ức chế sự phát triển ung thư trên một số cơ quan bên trong cơ thể. Các nghiên cứu khác nhau cũng đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ các loại rau họ cải làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư vú. Một nghiên cứu khác cũng cho ra kết quả rất khả quan khi phát hiện ra những người ăn các loại rau họ cải ít nhất một lần một tuần giảm gần 17% nguy cơ ung thư miệng, hơn 28% nguy cơ ung thư thực quản, 32% nguy cơ ung thư thận, gần 17% nguy cơ ung thư ruột và ung thư vú. Các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng nếu cô bác ăn các loại rau họ cải ở dạng sống hoặc hấp sẽ giúp giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn và mang lại lợi ích sức khỏe tối đa hơn khi cô bác nấu hoặc luộc chúng. 3. Các loại cá béo. Cá béo có tên tiếng Anh là Olifis. Loại cá này thường sống ở gần mặt nước. Cá béo chứa nhiều dầu cá trong các mô của cơ thể, nhất là trong khoang bụng, ở xung quanh ruột. Các loại cá béo thường gặp là cá ngừ, cá hồi, cá trích, cá cơm, cá mòi, vân vân.
Tất cả các loại cá béo đều chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong thịt của loại cá này có chứa nhiều omega 3, chất chống oxy hóa và xylin. Ăn nhiều cá béo thường xuyên giúp cải thiện các căn bệnh về tim mạch và làm giảm các dấu hiệu viêm bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển, việc thường xuyên ăn các loại cá béo có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu trên hơn 478.000 người trưởng thành cũng cho thấy việc ăn cá béo giúp làm giảm nguy cơ phát triển của ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, omega 3 trong cá béo được cho là có tác dụng đáng kể trong việc ngăn chặn sự phát triển của ung thư. Kết quả nghiên cứu trên 1.659 người bị ung thư ruột cho thấy rằng, những bệnh nhân dùng ít nhất 0,3 gram omega 3 mỗi ngày giảm tới 41% tốc độ phát triển của bệnh. Tuy nhiên, cá béo mang lại nhiều tác dụng tốt cho chúng ta, nhưng theo khuyến nghị từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cô bác chỉ nên tiêu thụ ít nhất 198 gram cá béo mỗi tuần. Song song đó, khi mua cá béo, cô bác nên chọn những con cá còn tươi ngon, mắt cá trong và mang cá còn đỏ. Sau khi mua cá, cô bác nên cho cá vào tủ lạnh để bảo quản càng sớm càng tốt. Ngoài ra, cô bác cũng nên để cá giã đông từ từ ở ngăn mát để không làm thịt cá bị mềm và hạn chế vi khuẩn có hại sinh sôi phát triển trong thịt cá. Có như vậy, cá béo mới giữ được nguyên vẹn dưỡng chất vốn có để giúp chúng ta phòng ngừa căn bệnh ung thư. 4. Các loại đậu ngăn ngừa các tế bào ung thư đã tiến triển trong người. Bên cạnh rau xanh và trái cây, các loại đậu cũng được coi là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể. Không chỉ thơm ngon và phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau, các loại đậu còn có vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Đậu rất giàu protein, chất xơ, sắt, kẽm, kali. Đậu cũng có thành phần dinh dưỡng tương tự như sau và các nguồn protein khác. Một phân tích tổng hợp từ 14 nghiên cứu cho thấy, những người ăn đậu thường xuyên có tốc độ ung thư đại trực tràng chậm hơn những người ăn ít đậu. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, chế độ ăn uống giàu các loại đậu có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như là ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài khả năng phòng ngừa bệnh, đậu còn có khả năng chống lại các tế bào ung thư đã tiến triển. Một nghiên cứu trên chuột đã xác nhận rằng, việc tiêu thụ đậu đen và đậu trắng thường xuyên đã làm giảm đến 75% sự phát triển của tế bào ung thư trên những con chuột này. 5. Các loại quả mọng. Quả mọng là loại quả tròn và nhỏ, có nhiều màu sắc khác nhau nhưng chủ yếu là rau xanh, đỏ và tím. Chúng có vị chua hoặc ngọt, thường được sử dụng để làm mứt hoặc các món tráng miệng. Các loại quả mọng mà chúng ta thường gặp nhất chính là dâu tây, việt quất, mâm xôi, nho và nam việt quốc. Quả mọng cung cấp lượng vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể nên được đánh giá là một trong những loại trái cây tốt cho sức khỏe. Quả mọng chứa nhiều chất xơ, vitamin C và polyphenol có tác dụng chống oxy hóa. Do vậy, thêm quả mọng và chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp cô bác ngăn ngừa và làm giảm triệu chứng của nhiều bệnh lý mãn tính. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng cho thấy các hợp chất trong quả mọng có thể bảo vệ cơ thể chống lại ung thư thực quản, ung thư miệng, ung thư vú và ung thư ruột kết. Các nghiên cứu còn phát hiện ra rằng sắc tố anthocyanin, các chất chống oxy hóa như là acid ellagic, anthocyanin và resveratrol có trong quả mọng có thể ức chế hoạt động của các loại gen gây ung thư, đồng thời tăng cường chức năng của những loại gen có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Theo các chuyên gia, phát hiện này có thể mở ra hướng chế tạo một loại thuốc ngăn ngừa ung thư trong tương lai từ các quả mọng. Ngoài tác dụng tuyệt vời trên, việc ăn quả mọng thường xuyên cũng giúp cô bác cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cân và ngăn ngừa bệnh lão hóa. Rất tuyệt vời phải không ạ? Có thể thấy chế độ ăn uống khoa học là một trong những cách hữu hiệu nhất và đơn giản nhất để phòng chống ung thư và các căn bệnh phức tạp khác. Chính vì vậy, Tuệ Tâm Giác Ngộ hy vọng rằng mỗi cô bác sẽ xây dựng cho mình một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng và một lối sống lành mạnh. Nếu biết kết hợp những điều này với việc tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý, chắc chắn cô bác sẽ nắm được chìa khóa vàng trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình và những người thân yêu. Cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.